Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson quý vị và các bạn nhé. Ở Hyundai Tucson thì những cái phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu đều chia làm các phiên bản như ví dụ như phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Và riêng phiên bản này nó lại khác với cả những cái phiên bản kia, đó là phiên bản 1.6 turbo quý bạn nhé. Và có thể nói đây là một chiếc xe siêu lướt. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 nhưng mới lăn bánh có 10.000 km thôi và mới thay dầu ở trong hãng lần thứ hai. Vẫn còn nguyên bảo hành tại hãng quý bạn nhé, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng luôn ạ. Thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị các bạn là rất mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Chưa có một vết xước nào cả, chưa có một vết sơn lại cả. Và chủ xe mua chiếc xe này xong là phủ ceramic cả xe luôn ạ. Cho nên là rất bóng quý bạn nha, rất mới bóng và chưa xước một tí nào. Toàn bộ còn nguyên bản, chưa có một cái dấu vết của sơn lại quý bạn nha. Và lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Cả cái dàn lốp này còn nguyên bản và còn mới tinh. Chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ, ví dụ như là bậc cửa này, phủ ceramic này, dán phim cách nhiệt này. Và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng cho nên là chúng tôi vẫn cam kết thêm là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, đến nước sơn này còn nguyên bản hết cả xe quý bạn nhé. Bên ngoài còn nguyên bản cho nên là bên trong từ những cái keo chỉ còn nguyên bản là cái điều đương nhiên quý bạn nhé. Không những còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Một số phần trong nội thất còn chưa bóc ni lông quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 920 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Trước đây là chủ xe mua xong lăn bánh, giá thành lăn bánh từ đăng ký đến lắp đồ, làm thủ tục ngân hàng các thứ là 1 tỷ 2. Và chiếc xe này bây giờ chúng tôi đang bán với giá là 920 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2021 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2021 siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn.
với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo 2021 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội siêu lướt 10.000 km này. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, và không những nó còn nguyên bản và còn rất đẹp, rất mới, không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhé, vì nó chưa chạy hết rốt đà. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 920 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson 2021 phiên bản 1.6 Turbo này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang vẫn hỗ trợ trả góp quý vị và các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi và nhận xe. Số tiền còn lại thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.